chúng tôi là Hoàng Bách xin trân trọng kính chào quý khán thính giả và chào giáo sư Nguyễn Trần Quý là người cùng với chúng tôi thực hiện chương trình nhịp sống quanh ta ngày hôm nay. Dạ, chúng tôi là Nguyễn Trần Quý xin kính chào quý khán thính giả, kính chào anh Hoàng Bách. Dạ vâng, chúng tôi cũng xin phép được giới thiệu giáo sư Nguyễn Trần Quý là tốt nghiệp cao học học viện quốc gia hành chánh và sau đó ông làm giám đốc nhà công tác lập pháp của thượng viện Việt Nam Cộng hòa. Đến năm 1935 thì ông bị tù cộng sản 7 năm và đến định cư tại Hoa Kỳ và hiện tại ông cộng tác với nhiều cơ quan truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh và thưa quý khán giả cái đề tài mà chúng tôi muốn mời giáo sư Nguyễn Trọng Quý thảo luận ngày hôm nay như quý vị biết vào ngày 15 và 16 vừa qua thì chúng ta biết là tổng thống Obama đã tiếp một phái đoàn của các vị à, nguyên thủ các quốc gia ở trong hiệp hội các quốc gia đông nam á gọi tắt là ASEAN à, đây là cái hội nghị ở tầm quan trọng ở Nam kali thì ngày hôm nay thì à, thưa giáo sư tại sao tổng thống không tiếp ở tòa bạch ốc hoặc là ở cái địa danh mà lại tiếp ở ngay ở miền nam cali và khi tiếp ở miền nam cali đó, thì rất là thoải mái dường như là hầu hết các vị nguyên thủ và kể cả tổng thống obama thì không có thác cà vạt trịnh đạm mà là mặc đồ bình thường thì xin giáo sư có thể cho quý khán giả được biết thưa giáo sư vâng kính thưa quý khán giả thưa anh hoàng bách cái vấn đề mà tiếp ở cái nơi nào trên đất mỹ thì sự thật ra cái chuyện đó chúng ta không có biết được cái lý do chính nhưng mà những các cái chuyện mà nó khi mà những cái vị nguyên thủ quốc gia các nước khác đến Mỹ này khi đến uh, thăm Mỹ hay là bất cứ thăm một cái quốc gia nào cũng thế thì nó có hai cái loại thăm viếng, một cái gọi là chính thức và một cái là bán chính thức. Cái chính thức thì bao giờ cũng phải có một số những cái nghi thức, ví dụ như là phải uh, uh, ai đón ở sân bay rồi chào cờ rồi có lính chào vân vân. Cái đó là cái nghi thức chính thức rồi cái nghi thức thứ hai là bán chính thức bán chính thức thì à, có thể là không có chào cờ cái sự nghênh đón nó không có long trọng như là chính thức và cái bán cái chính thức thì thường thường phải là ở thủ đô còn cái bán chính thức thì có thể ở một cái nơi nào đó thì tại sao lại chọn sunnylands là một cái vùng ở bên miền nam cali thì chúng tôi nghĩ rằng có thể có nhiều cái lý do cái lý do thứ nhất là bởi vì mời các vị nguyên thủ của khối Asian tức là 10 vị từ Á Châu qua thì thưa rằng cái bờ Tây của nước Mỹ tức là phía California đó, là nó nằm ở trong cái vùng Thái Bình Dương thành ra những cái chuyến bay từ phía uh, Á Châu mà qua đó thì đáp xuống đó nó tiện hơn là đáp xuống cái vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốt đấy là cái lý do về đường đi tôi đoán như vậy cái lý do thứ hai nữa là bởi vì đây là một cái hội nghị mời đến họp nhưng mà nó không có chính thức giống như là các vị đến đến thăm viếng nước Mỹ mà đến họp thôi thành ra nó không có đòi hỏi một cái nghi thức giống như là một cái vị nguyên thủ đến thăm chính thức nước Mỹ cho nên không cần phải tiếp ở thủ đô Hoa Đình Đốn cái lý do thứ ba nữa là bởi vì cái này thì tôi có thấy một số những các cái nhà bình luận có đề cập đến tức là tổng thống Obama muốn cái cuộc họp với các vị lãnh đạo của ASEAN của 10 nước ASEAN của 10 nước Á Đông Á Đông Nam Á đó nó mang cái hình thức thân mật, tức là không có phải ăn mặc một cách protocol đúng mức. Nhưng mà nó vẫn có một cái tầm mức quan trọng của nó. Bởi vì cái nơi này cách đây 2 năm, năm 2013 thì chính tổng thống Obama đã tiếp ông Tập Cận Bình. Vậy thì bây giờ trong cái hội nghị này Ông tổng thống Obama muốn tiếp những các cái nước các vị lãnh đạo của các nước Đông Nam Á đó cũng cùng một cái nơi mà đã từng tiếp Tập Cận Bình. Như vậy để cho thấy rằng ông Obama đối với cái cách đối xử đối với những cái nước ở Đông Nam Á nó cũng ngang tầm với ông Tập Cận Bình của Trung Quốc. Như vậy đấy là một cái thông điệp. Thứ nhất là vừa muốn gửi đến cho các vị ở Đông Nam Á rằng là Tổng thống Obama rất là coi trọng họ và đồng thời cũng là một cái thông điệp gửi đến cho ông Tập cận bình của Trung Quốc rằng ông ta đã mời những cái người của Đông Nam Á đến cùng một cái nơi đã gặp ông Tập cận bình mà trong cái phiên họp này sẽ bàn những cái chuyện có tính cách chống lại với Trung Quốc. Và... Dạ vâng. Bây giờ thì thưa giáo sư có thể mình đi thêm đó là trong cái nội dung của cái hội nghị đó thì nó họ thảo, thảo luận những cái điều gì thưa giáo sư? À, vâng, thưa cái nội dung đó thì có lẽ chúng ta phải đề cập đến ba giai đoạn. Cái giai đoạn đầu khi mà chưa có cuộc họp tức là trước vào thứ sáu thứ bảy tuần trước vì phiên họp mới xảy ra thứ hôm thứ hai đầu tuần thôi thì trước đó, đó thì tòa bạch ốc có loan báo rằng có một cái cuộc hội nghị giữa tổng thống obama và 10 vị lãnh đạo của các nước Đông Nam Á đến họp. Và uh, Tòa Bạch Dốc cho biết rằng nội dung sẽ bàn đến cái vấn đề Biển Đông và sẽ bàn đến cái chuyện, uh, cái sự đe dọa của Trung Quốc đối với uh, các nước ở khu vực Biển Đông. Thì đấy là cái đề tài chính mà Tòa Bạch Dốc loan báo. Rồi đến khi mà hội họp đó, thì sự thực ra trong cái buổi họp đó chỉ có hai ngày thôi thành ra bàn rất nhiều vấn đề nhưng mà cái ngày thứ nhất thì bàn về những cái vấn đề chung ví dụ như là bàn về cái vấn đề cái hiệp ước kinh tế xuyên Thái Bình Dương là cái TPP đó cái thứ hai là bàn về cái sự hợp tác chống lại với những cái bọn buôn người khủng bố rồi uh, khủng khủng bố uh, hồi giáo quá khích chống lại những cái đó rồi bàn cả về những cái việc thay đổi khí hậu nghĩa là bàn những cái vấn đề nó có tính cách chung chung và ngày thứ hai thì có định bàn đến vấn đề uh, biển đông nhưng mà hình như là có đưa ra bàn và có những nước phản đối không uh, không đồng ý rằng đưa cái vấn đề đó để mà đưa vào cái thông cáo chung nghĩa là bàn đến cái chuyện đó và đồng thời cũng bàn đến những các cái sự uh, đối phó với những cái nguy cơ ở biển đông thì đó là cái ngày thứ hai thì đại khái rằng là hai ngày đó bàn về rất nhiều những cái vấn đề khác nhau ít nhất là năm sáu cái chủ đề lớn và đến cái giai đoạn thứ ba là sau khi họp xong rồi cái thông báo gọi là cái cái, tuyên bố, cái tuyên bố chung đó thì trong cái tuyên bố chung đó chỉ nhắc đến những cái vấn đề chung chung thôi tức là vấn đề hợp tác kinh tế vấn đề chống lại với cái sự uh, uh, buôn người cái sự uh, chống khủng bố rồi cái sự hợp tác về thương mại thương mại vâng về vấn đề biến, chống biến đổi khí hậu toàn cầu vân vân nghĩa là những cái vấn đề chung như vậy nhưng mà không hề nhắc gì đến cái chuyện biển đông và đặc biệt là không có hề nhắc đến cái chuyện trung quốc mặc dù trong đó cái điều điều thứ bốn cái thông báo chung nó có 17 điều thì cái điều thứ bốn có nhắc đến cái chuyện rằng sẽ hợp tác để mà thứ nhất là sẽ tôn trọng cái chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của của nhau điều thứ hai là sẽ tôn trọng cái thể chế chính trị của nhau và thứ ba là sẽ chống lại với những các cái áp đặt luật lệ và tất cả những cái tranh chấp sẽ phải bàn thảo trong hòa bình và dựa trên những luật lệ lệ của liên hiệp quốc của á châu của cái cộng đồng ASEAN và những cái luật lệ chung thì đấy là những cái chuyện mà chúng ta thấy đã bàn đến trong cái hội nghị đó. Vâng. Dạ vâng. Thưa quý khán giả thì trước khi mình đi sâu vào chi tiết thì xin cũng giáo sư cho biết đó là đối với hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tức là 10 quốc gia đó mỗi năm đó các vị nguyên thủ họp một lần và họ cũng không đưa ra cái vấn đề biển đông từ ở họp ở Campuchia dò tơ tới, tới Mã Lai bởi vì cái nguyên tắc của họ đó là đòi sự đồng thuận mà đồng thuận này đó không phải là như là ở bộ, bộ à, à, ở bầu cử bình thường tức là 2 phần 3 là đủ tốt số rồi Nhưng mà ở đây lại là là trăm phần trăm Thì xin giáo sư có thể cho biết tại sao 10 quốc gia đó lại đưa ra một nguyên tắc là phải có sự đồng thuận trăm phần trăm Tức là 10 trên 10 thì mới lại đưa ra một cái tuyên bố chung còn nếu là 9 ngày 10 cũng không được đây là một nó trái ngược với những cái điều gì mà chúng ta thấy thảo luận ở các cái dân biểu hay là nghị sĩ đó. chỉ có 2 phần 3 thôi thưa giáo sư à, vâng cái, kính thưa quý khán giả thưa anh Hoàng Bách đây là một cái uh, cái 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 uh, hiệp hội của các nước nguyên thủ và mỗi năm thì họ có một cái cuộc họp của các vị nguyên thủ các quốc gia ra đến họp với nhau bởi vì đây là một cái cuộc họp các quốc gia với nhau nó khác với một quốc cái phiên họp của một cái nước ví dụ như uh, của quốc hội một nước nào đó hay là của các cái hội đoàn với nhau thì người ta tính cái đa số tương đối chẳng hạn hay yeah. là đa số hai phần ba chẳng hạn nhưng mà còn vì đây là cái hội nghị của các quốc gia thành ra họ muốn rằng phải có một cái sự đồng nhất với nhau hoàn toàn thành ra họ đòi một trăm nhưng mà tại sao lại đòi như vậy? Thưa rằng nó có cái lý do của nó. Cái lý do thứ nhất là Đông Nam Á, cái hiệp hội Đông quốc, các quốc gia Đông Nam Á này có 10 nước. Thì trong đó đó hai ba nước có tính cách dân chủ, ví dụ như là Indonesia, ví dụ như là Singapore. Singapore hay là Singapore thì mới đây thôi hay là Philippines thì đấy là những cái nước dân chủ, tức là bầu cử lên cái vị nguyên thủ quốc gia có nước vẫn còn là những cái nước cộng sản hay là gần như là cộng sản ví dụ như là việt nam uh, campuchia và lào thì những cái nước đó nó vẫn còn theo chế độ cộng sản hay là gần như vậy tức là cái độc tài và những cái nước khác á, thì chế độ nó có vẻ cởi mở hơn chút nhưng mà nó vẫn độc tài ví dụ như là miến điện thái lan uh, kể cả singapore và vâng đó, đó là những cái nước nó, nó vẫn còn độc tài rồi thêm vào đó nữa nó không phải chỉ phương diện chính trị mà về phương diện văn hóa nó cũng khác nhau ở trong đó mã lai và indonesia là hai nước hồi giáo và indonesia, indonesia là một cái nước hồi giáo lớn nhất thế giới nữa, có số đông người tín đồ đông nhất thế giới thành ra cái văn hóa nó cũng khác rồi trong đó có những cái nước ảnh hưởng của phật giáo mạnh ví dụ như là Campuchia hay là Thái Lan. Đó. Thì thưa anh, vì những cái, cái sự khác biệt giữa các nước như vậy, ấy là chưa kể đến cái tình trạng gọi là kinh tế của các nước đó. Có những cái nước phát triển như là Singapore khá, nhưng mà ngược lại có những cái nước rất là nghèo đói, ví dụ như là uh, Myanmar trước đây hay là uh, Campuchia hay là Lào chẳng hạn. đó. Vì thế cho nên, để cho các nước... Lớn cũng như nước nhỏ, những cái sự khác biệt nhau đó, nó không trở thành một cái cản trở cho những nước khác. Thì họ đồng ý với nhau rằng vậy thì cái vấn đề gì chúng ta cũng phải đồng ý với nhau trăm phần trăm. Tức là cả 10 nước đều quyết định thì lúc đó mới coi là cái quyết định chung. Còn nếu không có thì không có coi đó là cái quyết định chung. Để làm gì? Để tránh cái tình trạng sẽ rạn nứt vì những cái sự khác biệt quá lớn như vậy giữa 10 quốc gia đó với nhau. Dạ vâng, thưa quý khán thính giả thì nói tới Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 10 quốc gia đó thì có cái dân số là khoảng 600 triệu người và cái tổng sản lượng quốc gia của các quốc gia đó là vào khoảng 1 tỷ rưỡi tới 2 ngàn tỷ, 1, 1, ngàn 500 tỷ tới 2 ngàn tỷ thì có một rất là lớn. Cho nên thế kỷ 21 là thế kỷ của Hoa Kỳ quan tâm tới vấn đề Đông Nam Á. Đây là cái quyết mạch của Hoa Kỳ thì trở lại trong cái hội nghị Cinderella thì bên lề hội nghị chúng ta thấy là tổng thống Obama có tiếp các vị nguyên thủ các quốc gia trong đó đó thì mình nói đơn ngữ là có lẽ đồng Nguyễn Khắc giả cũng cũng để ý đó là có ông tiếp ông Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng của Cộng sản Việt Nam trong vòng 40 phút thì giáo sư nghĩ sao về vấn đề này? À, vâng, thưa cái hội nghị này đó cái mà ý định của ông Obama nó rất là lớn nhưng mà sự thực ra khi vào họp đó, thì nó gặp những cái trở ngại không thể đi đến một cái quyết định chung được thành ra vì thế đó, ông obama phải thi hành một cái gọi là cái kế hoạch thứ hai cái sự thực đây không phải là một cái kế hoạch riêng cho cái hội nghị này mà đây là cái kế hoạch của mỹ nói chung đối với các nước đông nam á bởi vì biết rằng cái sự khác biệt giữa các nước đông nam á này nó khó có thể đi đến một cái quyết định đồng nhất được thành ra hoa kỳ đã phải phân biệt ra để tùy từng cái mà có những cái quyết định về cái phương diện chống trung quốc thì gần như chỉ có hai nước mạnh nhất là việt nam và uh, philippines yeah. nhưng mà để chống với trung quốc về cái chính sách trên biển đông đó, thì ít nhất cũng có được bốn năm nước tức là việt nam uh, indonesia uh, xin lỗi việt nam philippines brunei yeah. malai và indonesia yeah. tức là có được năm nước nhưng mà trong năm nước đó thì chỉ có hai nước là sát sườn đến cái quyền lợi là việt nam và philippines thì chống đối mạnh mẽ thành ra vì thế mà chúng ta thấy rằng khi mà cái tuyên cáo chung thấy rằng không thể có được đề cập đến vấn đề biển đông và vấn đề trung quốc thì ông obama thi hành một cái kế thứ hai tức là để mà nói chuyện riêng với hai cái nước mà có nhiều quan tâm nhất chống đối mạnh nhất đối với trung quốc ở trên khu vực biển đông là việt nam và philippines Dạ vâng à như quý vị biết đó là trong cái vấn đề trong cái phiên họp này đó ở tầm rất là quan trọng trước khi mà có phiên họp thì chúng ta thấy là tòa Bạch ốc dự trù là đưa ra tổng thống Obama sẽ đặt bài diễn văn rất là cứng rắn vì biển Đông. Nhưng mà uh, phần thứ hai chúng tôi sẽ uh, giáo sư Nguyễn Trần Quý sẽ thảo luận thêm là những cái lý do nào mà nó gặp những cái trở ngại mà không đưa ra được một cái thông cái tuyên bố chung mà không nêu đích danh Trung cộng hoặc là biển Đông mà nói một cách chung chung thì thưa giáo sư trong cái vấn đề đó, đó, thì chúng ta thấy là Hoa Kỳ đây là lần đầu tiên mà Hoa Kỳ mời 10 vị nguyên thủ các quốc gia tới họp tại ở miền Nam Cali. À, đây cũng thể là cái biến cố rất là quan trọng. Họ quan trọng là vì trước đây Tổng thống Obama vào năm 13 tuyên bố là sẽ xoa trục về các nước ở Đông Nam Á. Nhưng mà chưa có lần nào mà nếu muốn xoa trục đó là các nước Đông Nam Á coi như là cái nền tảng, cái đầu tiên để mà có thể tạo ra cái sự liên đới với nhau thì xin giáo sư có thể phân tích thêm về cái điểm này. À vâng, kính thưa quý khán giả, thưa anh Hoàng Bách, Sự thực ra khi uh, tổng thống Obama đưa ra cái chính sách xoay trục sang Á Đông ấy, thì ông ấy dựa trên nhiều những yếu tố khác nhau để định cái sự thành công của nó. Cái thứ nhất là về phương diện quân sự, tức là phải có một cái uh, đồng minh một số những các cái nước đồng minh về quân sự đối với Mỹ thì Mỹ đã có sẵn từ lâu là Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan và một phần nào đó Philippines kể như là đồng minh quân sự. Rồi thứ hai nữa là ông ta muốn có thêm những cái đồng minh quân sự mới thành ra về sau này đã có Singapore, đã có Indonesia không mạnh lắm nhưng mà đã có rồi kể cả việt nam cũng nhen nhúm muốn có một cái sự đồng minh về quân sự đối với mỹ tức là cái mặt trận thứ nhất để mà xoay trục là cái xương sống của nó là quân sự nhưng mà điều quân sự không thì nó không phải lúc nào cũng có thể sử dụng được bởi vì sử dụng chỉ sử dụng khi nào mà có chiến tranh thì lúc đó mới sử dụng nhưng mà nếu mà để chứng tỏ cái sự thành công của xoay trục thì nó phải đi một cái mặt trận thứ hai là kinh tế thì thưa kinh tế là cái hiệp ước hợp tác xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP đó thì đấy là cái mặt trận thứ hai về phương diện kinh tế để mà đối phó với cái sự bành trướng của Trung Quốc cho nên chúng ta thấy rằng cả hai cái mặt trận đó ông Obama đã làm một cách mạnh mẽ nhưng mà để muốn có được cái sự hợp tác của các cái nước Đông Nam Á về phương diện quân sự cũng như là về phương diện kinh tế là qua cái hiệp và uh, ước thương uh, xuyên, thái bình dương. xuyên thái bình dương thương mại xuyên thái bình dương đó, thì nó phải có những cái yếu tố khác để mà uh, lôi cuốn những cái nước đó tham dự thành ra vì thế mà chúng ta thấy có cái ủy ban uh, nghiên cứu hay là hỗ trợ về hạ lưu sông cửu long gồm có những cái nước như là lào biến điện thái lan việt nam thì đấy cũng và nếu tôi nhớ không làm nữa, thì chính bà clinton hồi đó là ngoại trưởng đã đi những nước đó để mà mời gọi gia nhập cái đó và mỹ cũng bỏ ra một số tiền để mà giúp cho cái chương trình nghiên cứu cái đó và đấy chính là một cái cách thứ hai để mà lôi cuốn những cái nước trong vùng đó đi gần đến mỹ hơn Thành ra vì thế mà cái hội nghị Sunila vừa rồi đó, đây cũng là một cái cách để Mỹ thứ nhất là đưa các nước đó đến gần với Mỹ hơn. Bởi vì nếu mà chỉ nói không hay là chỉ đặt ra những cái tiêu đề mà không có những cái cuộc gặp gỡ, không có những cái hành động thì sự thực ra cái đó nó chưa đủ tác dụng của nó. Cho nên cái chuyện thứ nhất là để muốn kéo các cái nước Đông Nam Á đến gần với Mỹ hơn. Đó là một. Cái thứ hai nữa là chính tổng thống obama cũng muốn đặt ra một cái vấn đề đối với nước mỹ là bởi vì nước mỹ có rất nhiều người nhất là những cái người cử tri mỹ nhiều khi họ không biết đến cái chuyện đông nam á nó quan trọng như thế nào cũng không biết đến cái chuyện hiệp ước xuyên thái bình dương là cái gì ấy là chưa kể có những người biết và họ đã chống đối và cái sự chống đối cũng khá mạnh đối với cái hiệp ước xuyên thái bình dương này thành ra tổng thống obama muốn đưa cái đó sang chính nước Mỹ này để hội họp một phần là để cho dân Mỹ hiểu được, thấy được và cho báo chí Mỹ nói lên những cái vấn đề mà hợp tác giữa Mỹ và các quốc gia Đông Nam Á. Đồng thời cũng để chuẩn bị dư luận đặt ra là một cái tình trạng nó đã rồi, đã có để những cái vị tổng thống sau này vào sang năm chẳng hạn đó cũng sẽ tiếp tục cái chính sách xoay trục qua Á à, Châu Như ông Obama đã làm Thành ra ông Obama Khi tổ chức cái hội nghị này Ông đã đặt ra rất nhiều mục đích Thành ra ở bên ngoài Khi mới khởi đầu Tuyên bố Thì tòa bãi chất nói rằng là Để chống lại với cái sự nổi dậy Của Trung Quốc Cũng như là để chống lại với Cái thái độ hung hăng của Trung Quốc Trên Biển Đông Thì đấy là một cái Cái lý do đúng Nhưng mà sự thực ra muốn đạt cái đó Thì không phải chỉ một mình hành pháp của ông obama muốn là được mà phải có cái sự cộng tác của các nước á châu và phải có cái sự ủng hộ của cử tri mỹ và đặc biệt là phải được cái sự tiếp nối của các vị tổng thống sau tổng thống obama thành ra vì thế mà cái cuộc họp này nó nhằm nhiều cái mục đích khác nhau chứ không phải chỉ có một cái mục đích duy nhất là để mà ngăn chặn trung cộng không mà thôi Chương trình nhịp sống quanh ta xin phép được tạm dừng ở đây để trả một vài thông tin thương bài. Mong quý khán giả duy trì màn hình để theo dõi phần thứ hai. Về cái chính sách trên biển Đông thì ít nhất cũng có được bốn năm nước, tức là Việt Nam, Indonesia, xin lỗi, Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Indonesia, tức là có được 5 nước. Nhưng mà trong năm nước đó thì chỉ có hai nước là sát sườn đến cái quyền lợi là việt nam và philippines thì chống đối mạnh mẽ thành ra vì thế mà chúng ta thấy rằng khi mà cái tuyên cáo chung thấy rằng không thể có được đề cập đến vấn đề biển đông và vấn đề trung quốc thì ông obama thi hành một cái kế thứ hai tức là để mà nói chuyện riêng với hai cái nước mà có nhiều quan tâm nhất chống đối mạnh nhất đối với trung quốc ở trên khu vực biển đông là việt nam và philippines Dạ vâng, à như quý vị biết đó là trong cái vấn đề trong cái phiên họp này đó ở tầm rất là quan trọng trước khi mà có phiên họp thì chúng ta thấy là tòa Bạch ốc dự trù là đưa ra tổng thống Obama sẽ đặt bài diễn văn rất là cứng rắn vì biển Đông. Nhưng mà uh, phần thứ hai chúng tôi sẽ uh, giáo sư Nguyễn Trần Quý sẽ thảo luận thêm là những cái lý do nào mà nó gặp những cái trở ngại mà không đưa ra được một cái thông cái tuyên bố chung mà không nêu đích danh Trung cộng hoặc là biển Đông mà nói một cách chung chung. Thì thưa giáo sư trong cái vấn đề đó, đó thì chúng ta thấy là Hoa Kỳ đây là lần đầu tiên mà Hoa Kỳ mời 10 vị nguyên thủ các quốc gia tới họp Tại ở miền Nam Cali à, Đây cũng thể là cái biến cố rất là quan trọng Họ quan trọng là vì trước đây Tổng thống Obama vào năm 13 tuyên bố là sẽ xoa trục về các nước ở Đông Nam Á Nhưng mà chưa có lần nào mà nếu muốn xoa trục đó Là các nước Đông Nam Á coi như là cái nền tảng cái đầu tiên để mà có thể tạo ra cái sự liên đới với nhau thì xin giáo sư có thể phân tích thêm về cái điểm này. À vâng kính thưa quý khán giả thưa anh Hoàng Bách sự thực ra khi uh, Tổng thống Obama đưa ra cái chính sách xoay trục sang Á Đông ấy, thì ông ấy dựa trên nhiều những yếu tố khác nhau để định cái sự thành công của nó cái thứ nhất là về phương diện quân sự tức là phải có một cái uh, đồng minh một số những các cái nước đồng minh về quân sự đối với Mỹ thì Mỹ đã có sẵn từ lâu là Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan và một phần nào đó Philippines kể như là đồng minh quân sự. Rồi thứ hai nữa là ông ta muốn có thêm những cái đồng minh quân sự mới thành ra về sau này đã có Singapore, đã có Indonesia không mạnh lắm nhưng mà đã có rồi kể cả việt nam cũng nhen nhúm muốn có một cái sự đồng minh về quân sự đối với mỹ tức là cái mặt trận thứ nhất để mà xoay trục là cái xương sống của nó là quân sự nhưng mà điều quân sự không thì nó không phải lúc nào cũng có thể sử dụng được bởi vì sử dụng chỉ sử dụng khi nào mà có chiến tranh thì lúc đó mới sử dụng nhưng mà nếu mà để chứng tỏ cái sự thành công của xoay trục thì nó phải đi một cái mặt trận thứ hai là kinh tế thì thưa kinh tế là cái hiệp ước hợp tác xuyên thái bình dương gọi tắt là tpp đó thì đấy là cái mặt trận thứ hai về phương diện kinh tế để mà đối phó với cái sự bành trướng của trung quốc cho nên chúng ta thấy rằng cả hai cái mặt trận đó ông obama đã làm một cách mạnh mẽ nhưng mà để muốn có được cái sự hợp tác của các cái nước Đông Nam Á về này thì tôi có thấy một số những các cái nhà bình luận có đề cập đến. Tức là Tổng thống Obama muốn cái cuộc họp với các vị lãnh đạo của ASEAN, của 10 nước ASEAN, của 10 nước Á, Đông Á, Đông Nam Á đó, nó mang cái hình thức thân mật, tức là không có phải ăn mặc một cách protocol đúng mức, nhưng mà nó vẫn có một cái tầm mức quan trọng của nó, bởi vì cái nơi này cách đây 2 năm, năm 2013 thì chính tổng thống Obama đã tiếp ông Tập Cận Bình. Vậy thì bây giờ trong cái hội nghị này, ông tổng thống Obama muốn tiếp những các cái nước các vị lãnh đạo của các nước Đông Nam Á đó cũng cùng một cái nơi mà đã từng tiếp Tập Cận Bình. Như vậy để cho thấy rằng ông Obama đối với cái cách đối xử đối với những cái nước ở đông nam á nó cũng ngang tầm với ông tập cận bình của trung quốc như vậy đấy là một cái thông điệp thứ nhất là vừa muốn gửi đến cho các vị ở đông nam á rằng là tổng thống obama rất là coi trọng họ và đồng thời cũng là một cái thông điệp gửi đến cho ông tập cận bình của trung quốc rằng ông ta đã mời những cái người của đông nam á đến cùng một cái nơi đã gặp ông Tập cận bình, mà trong cái phiên họp này sẽ bàn những cái chuyện có tính cách chống lại với Trung Quốc. Vâng. Dạ vâng. Bây giờ thì thưa à. giáo sư có thể mình đi thêm đó là trong cái nội dung của cái hội nghị đó, thì nó họ thảo luận những cái điều gì thưa giáo sư? À, vâng, thưa cái nội dung đó thì có lẽ chúng ta phải đề cập đến ba giai đoạn. Cái giai đoạn đầu khi mà chưa có cuộc họp tức là trước vào thứ sáu thứ bảy tuần trước vì phiên họp mới xảy ra thứ hôm thứ hai đầu tuần thôi thì trước đó, đó thì tòa bạch ốc có loan báo rằng có một cái cuộc hội nghị giữa tổng thống obama và 10 vị lãnh đạo của các nước đông nam á đến họp và uh, tòa bạch ốc cho biết rằng nội dung sẽ bàn đến cái vấn đề biển đông và sẽ bàn đến cái chuyện uh, cái sự đe dọa của trung quốc đối với À, các nước ở khu vực biển đông thì đấy là cái đề tài chính mà tòa phải giáo loan báo rồi đến khi mà hội họp đó thì sự thực ra trong cái buổi họp đó chỉ có hai ngày thôi thành ra bàn rất nhiều vấn đề nhưng mà cái ngày thứ nhất thì bàn về những cái vấn đề chung ví dụ như là bàn về cái vấn đề cái hiệp ước kinh tế xuyên thái bình dương là cái tpp đó cái thứ hai là bàn về cái sự hợp tác chống lại với những cái bọn buôn người khủng bố rồi uh, uh, khủng khủng bố uh, uh, hồi giáo quá khích chống lại những cái đó rồi uh, bàn cả về những cái việc thay đổi khí hậu nghĩa là bàn những cái vấn đề nó có tính cách chung chung và ngày thứ hai thì có định bàn đến vấn đề uh, biển đông nhưng mà hình như là có đưa ra bàn và có những nước phản đối đó. Không, không đồng ý rằng đưa cái vấn đề đó để mà đưa vào cái thông cáo chung nghĩa là bàn đến cái chuyện đó và đồng thời cũng bàn đến những các cái sự đối phó với những cái nguy cơ ở biển đông thì đó là cái ngày thứ hai thì đại khái rằng là hai ngày đó bàn về rất nhiều những cái vấn đề khác nhau ít nhất là năm sáu cái Chúng tôi là Hoàng Bách xin trân trọng kính chào quý khán thính giả và chào giáo sư Nguyễn Trần Quý là người cùng với chúng tôi thực hiện chương trình nhịp sống quanh ta ngày hôm nay. Dạ, chúng tôi là Nguyễn Trần Quý xin kính chào quý khán thính giả, kính chào anh Hoàng Bách. Dạ vâng, chúng tôi cũng xin phép được giới thiệu giáo sư Nguyễn Trần Quý là tốt nghiệp cao học Học viện Quốc gia Hành Chánh và sau đó ông làm giám đốc nhà công tác lập pháp của Thượng viện Việt Nam Cộng hòa. Đến năm 1935 thì ông bị tù cộng sản 7 năm và đến định cư tại Hoa Kỳ và hiện tại ông cộng tác với nhiều cơ quan truyền thông tại thành phố Hy Tinh và thưa quý khán giả cái đề tài mà chúng tôi muốn mời giáo sư Nguyễn Trần Quý thảo luận ngày hôm nay như quý vị biết vào ngày 15 và 16 vừa qua thì chúng ta biết là tổng thống Obama đã tiếp một phái đoàn của các vị à, nguyên thủ các quốc gia ở trong hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á của tác là ASEAN à, đây là cái hội nghị ở tầm quan trọng ở Nam Cali thì ngày hôm nay thì à, thưa giáo sư tại sao tổng thống không tiếp ở tòa bạch ốc hoặc là ở cái địa danh mà lại tiếp ở ngay ở miền Nam Cali và khi tiếp ở miền Nam Cali đó, thì rất là thoải mái dường như là hầu hết các vị nguyên thủ và kể cả tổng thống Obama thì không có thắt cà vạt trạm mà là mặc đồ bình thường thì xin giáo sư có thể cho quý khán giả được biết thưa giáo sư. Vâng kính thưa quý khán thính giả thưa anh Hoàng Bách cái vấn đề mà tiếp ở cái nơi nào trên đất Mỹ đó, thì sự thật ra cái chuyện đó chúng ta không có biết được cái lý do chính nhưng mà những các cái chuyện mà nó khi mà những cái vị nguyên thủ quốc gia các nước khác đến Mỹ này khi đến uh, thăm Mỹ hay là bất cứ thăm một cái quốc gia nào cũng thế thì nó có hai cái loại thăm viếng một cái gọi là chính thức và một cái là bán chính thức cái chính thức thì bao giờ cũng phải có một số những cái nghi thức ví dụ như là phải uh, ai đón ở sân bay rồi chào cờ rồi có lính chào vân vân cái đó là cái nghi thức chính thức rồi cái nghi thức thứ hai là bán chính thức bán chính thức thì à, có thể là không có chào cờ cái sự nghênh đón nó không có long trọng như là chính thức và cái bán cái chính thức thì thường thường phải là ở thủ đô còn cái bán chính thức thì có thể ở một cái nơi nào đó thì tại sao lại chọn sunnylands là một cái vùng ở bên miền nam cali thì chúng tôi nghĩ rằng có thể có nhiều cái lý do cái lý do thứ nhất là bởi vì mời các vị nguyên thủ của khối Asian tức là 10 vị từ Á Châu qua thì thưa rằng cái bờ tây của nước Mỹ tức là phía California đó là nó nằm ở trong cái vùng Thái Bình Dương thành ra những cái chuyến bay từ phía uh, Á Châu mà qua đó thì đáp xuống đó nó tiện hơn là đáp xuống cái vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đấy là cái lý do về đường đi tôi đoán như vậy cái lý do thứ hai nữa là bởi vì đây là một cái hội nghị mời đến họp nhưng mà nó không có chính thức giống như là các vị đến đến thăm viếng nước Mỹ mà đến họp thôi. Thành ra nó không có đòi hỏi một cái nghi thức giống như là một cái vị nguyên thủ đến thăm chính thức nước Mỹ. Cho nên không cần phải tiếp ở thủ đô Hoa Tỉnh Đốn. Cái lý do thứ ba nữa là bởi vì cái này quốc gia có nước vẫn còn là những cái nước cộng sản hay là gần như là cộng sản. Ví dụ như là Việt Nam. À, campuchia và lào thì những cái nước đó nó vẫn còn theo chế độ cộng sản hay là gần như vậy tức là cái độc tài và những cái nước khác á, thì chế độ nó có vẻ cởi mở hơn chút nhưng mà nó vẫn độc tài ví dụ như là miến điện thái lan à, kể cả singapore và vâng đó, đó là những cái nước nó, nó vẫn còn độc tài rồi thêm vào đó nữa nó không phải chỉ phương diện chính trị mà về phương diện văn hóa nó cũng khác nhau ở trong đó mã lai và indonesia là hai nước hồi giáo và indonesia, uh, indonesia là một cái nước hồi giáo lớn nhất thế giới nữa, có số đông người tín đồ đông nhất thế giới thành ra cái văn hóa nó cũng khác rồi trong đó có những cái nước ảnh hưởng của phật giáo mạnh ví dụ như là campuchia hay là thái lan yeah thì thưa anh vì những cái cái sự khác biệt giữa các nước như vậy ấy là chưa kể đến cái tình trạng gọi là kinh tế của các nước đó. Có những cái nước phát triển như là Singapore khá nhưng mà ngược lại có những cái nước rất là nghèo đói ví dụ như là uh, Myanmar trước đây hay là uh, Campuchia hay là Lào chẳng hạn đó. Vì thế cho nên để cho các nước Lớn cũng như nước nhỏ, những cái sự khác biệt nhau đó, nó không trở thành một cái cản trở cho những nước khác. Thì họ đồng ý với nhau rằng vậy thì cái vấn đề gì chúng ta cũng phải đồng ý với nhau trăm phần trăm. Tức là cả 10 nước đều quyết định thì lúc đó mới coi là cái quyết định chung. Còn nếu không có thì không có coi đó là cái quyết định chung. Để làm gì? Để tránh cái tình trạng sẽ rạn nứt vì những cái sự khác biệt quá lớn như vậy giữa 10 quốc gia đó với nhau. Dạ vâng, thưa quý khán thính giả thì nói tới Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 10 quốc gia đó thì có cái dân số là khoảng 600 triệu người và cái tổng sản lượng quốc gia của các quốc gia đó là vào khoảng 1 tỷ rưỡi tới 2 ngàn tỷ, 1, 1, ngàn 500 tỷ tới 2 ngàn tỷ thì có một rất là lớn. Cho nên thế kỷ 21 là thế kỷ của Hoa Kỳ quan tâm tới vấn đề Đông Nam Á. Đây là cái quyết mạch của Hoa Kỳ thì trở lại trong cái hội nghị Cinderella thì bên lề hội nghị chúng ta thấy là tổng thống Obama có tiếp các vị nguyên thủ các quốc gia trong đó đó thì mình nói đơn ngữ là có lẽ đồng mà quý khán giả cũng cũng để ý đó là có ông tiếp ông Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng của cộng sản Việt Nam trong vòng 40 phút thì giáo sư nghĩ sao về vấn đề này? À, vâng thưa cái hội nghị này đó cái mà ý định của ông Obama nó rất là lớn nhưng mà sự thực ra khi vào họp đó, thì nó gặp những cái trở ngại không thể đi đến một cái quyết định chung được thành ra vì thế đó, ông obama phải thi hành một cái gọi là cái kế hoạch thứ hai cái sự thực đây không phải là một cái kế hoạch riêng cho cái hội nghị này mà đây là cái kế hoạch của mỹ nói chung đối với các nước đông nam á bởi vì biết rằng cái sự khác biệt giữa các nước đông nam á này nó khó có thể đi đến một cái quyết định đồng nhất được thành ra Hoa Kỳ đã phải phân biệt ra để tùy từng cái mà có những cái quyết định về cái phương diện chống Trung Quốc thì gần như chỉ có hai nước mạnh nhất là Việt Nam và uh, Việt Nam Philippines yeah. nhưng mà để chống với Trung Quốc đủ ừ. đề lớn và đến cái giai đoạn thứ ba là sau khi họp xong rồi cái thông báo gọi là cái cái tuyên bố, cái chung. Tuyên bố chung đó thì trong cái tuyên bố chung đó chỉ nhắc đến những cái vấn đề chung chung thôi, tức là vấn đề hợp tác kinh tế, vấn đề chống lại với cái sự uh, uh, buôn người, cái sự uh, uh, chống khủng bố, rồi cái sự uh, hợp tác về uh, thương mại, thương mại, vâng, về vấn đề biến, chống biến đổi khí hậu toàn cầu, uh, vân vân, nghĩa là những cái vấn đề chung như vậy, nhưng mà không hề nhắc gì đến cái chuyện biển đông và đặc biệt là không có hề nhắc đến cái chuyện Trung Quốc. Mặc dù trong đó cái điều điều thứ 4, cái thông báo chung nó có 17 điều thì cái điều thứ 4 có nhắc đến cái chuyện rằng sẽ hợp tác để mà thứ nhất là sẽ tôn trọng cái chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của của nhau. Điều thứ hai là sẽ tôn trọng cái thể chế chính trị của nhau. Và thứ ba là sẽ chống lại với những các cái áp đặt luật lệ và tất cả những cái tranh chấp sẽ phải bàn thảo trong hòa bình và dựa trên những luật lệ lệ của Liên Hiệp Quốc, của Á Châu, của cái cộng đồng ASEAN và những cái luật lệ chung thì đấy là những cái chuyện mà chúng ta thấy đã bàn đến trong cái hội nghị đó. Vâng. Dạ vâng, thưa quý khán giả ừ. thì trước khi mình đi sâu vào chi tiết thì xin cũng giáo sư cho biết đó là đối với hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tức là 10 quốc gia đó, mỗi năm đó các vị nguyên thủ họp một lần và họ cũng không đưa ra cái vấn đề biển Đông từ ở họp ở Campuchia dò tới tới Mã Lai bởi vì cái nguyên tắc của họ đó là đòi sự đồng thuận mà đồng thuận này đó không phải là như là ở bộ, bộ uh, à, ở bầu cử bình thường tức là 2 phần 3 là đủ tốt số rồi nhưng mà ở đây lại là là trăm phần trăm thì xin giáo sư có thể cho biết tại sao 10 quốc gia đó lại đưa ra một nguyên tắc là phải có sự đồng thuận trăm phần trăm tức là 10 trên 10 thì mới lại đưa ra một cái tuyên bố chung còn nếu là 9 ngày 10 cũng không được đây là một nó trái ngược với những cái điều gì mà chúng ta thấy thảo luận ở các cái dân biểu hay là nghị sĩ đó. chỉ có 2 phần 3 thôi thưa giáo sư à, vâng cái, kính thưa quý khán thính giả thưa anh Hoàng Bách đây là một cái uh, cái 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 uh, hiệp hội của các nước nguyên thủ và mỗi năm thì họ có một cái cuộc họp của các vị nguyên thủ các quốc gia ra đến họp với nhau bởi vì đây là một cái cuộc họp các quốc gia với nhau, nó khác với một quốc cái phiên họp của một cái nước, ví dụ như uh, của quốc hội một nước nào đó hay là của các cái hội đoàn với nhau thì người ta tính cái đa số tương đối chẳng hạn hay yeah. là đa số 2/3 chẳng hạn. Nhưng mà còn vì đây là cái hội nghị của các quốc gia, thành ra họ muốn rằng phải có một cái sự đồng nhất với nhau hoàn toàn, thành ra họ đòi 100% nhưng mà tại sao lại đòi như vậy? Thưa rằng nó có cái lý do của nó. Cái lý do thứ nhất là Đông Nam Á, cái hiệp hội Đông quốc, các quốc gia Đông Nam Á này có 10 nước. Thì trong đó đó hai ba nước có tính cách dân chủ, ví dụ như là Indonesia, ví dụ như là Singapore. Singapore hay là Singapore thì mới đây thôi, hay là Philippines thì đấy là những cái nước dân chủ tức là bầu cử lên cái vị nguyên thủ